vị, đây là lần đầu tiên Ngọc Vân được trải nghiệm nét văn hóa của người dân Nam Bộ trong mỗi dịp Tết cổ truyền, và có thể nói là có đôi chút khác biệt so với ở miền Bắc. Nếu như ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiết trời rét ngọt vào mỗi độ xuân về, thì ở phía Nam nắng vàng như mật, không khí rất là ấm áp và mọi người nô nức đi chơi xuân cũng như là đón Tết. Song ở hai đầu cầu của đất nước, theo Ngọc Vân cảm nhận lúc này có một điểm chung, đó là cảm xúc linh thiêng và háo hức khi mà giao thời giữa năm cũ và năm mới. Và trong năm mới 2019 này có rất nhiều câu chuyện thú vị xung quanh hình ảnh con lợn. Quý vị hãy cùng theo chân Ngọc Vân khám phá nhé! Gì? Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một người bạn của Ngọc Vân để cùng tìm hiểu câu trả lời nhé. Ô, Ngọc Vân. Anh Giang. Anh nghĩ hôm nay em sẽ đón Tết ở vùng nắng ấm phương Nam chứ? Em cũng định ở đấy lâu đấy, nhưng mà em nóng lòng ra đây để muốn gặp anh Hương Giang để hỏi anh một câu mà em nghĩ rằng là em hay là quý vị khán giả cũng rất là muốn biết ấy. Đấy là cái ý nghĩa cũng như là thông điệp của tục nuôi heo đất các em nhỏ xưa và nay nó như thế nào ạ? Ngọc Vân này, cho dù có sự biến thiên của lịch sử đi thế nào chăng nữa thì cái thú nuôi heo đất hay gọi là cái giá trị văn hóa đã tồn tại rất lâu đời nay rồi. Và theo cái nghĩa gốc của nó, nghĩa thực dụng của nó, thì tục nuôi heo đất hay là thú nuôi heo đất nó như là một cái phương thức tiết kiệm tiền của con người, như là một cách là để con người ta để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà ngoài cái ý nghĩa thực tế ra, ngoài ý nghĩa thực dụng ra thì nó có một cái ý nghĩa rất nhân văn và văn hóa. Đó là cái việc, cái hành động mà các em là bỏ heo đất như là mang ý nghĩa biểu trưng, đó là tích lũy cái niềm tin, gieo hy vọng, để cái niềm tin và hy vọng đó sẽ giàu lên từng ngày và sẽ được tích lũy, nuôi dưỡng thế hệ tương lai ngày mai. Đấy là cái ý nghĩa rất nhân văn, anh nghĩ như thế. Và để chúng ta hiểu sâu hơn về cái vai trò của con giáp kỷ hợi năm 2019, thì anh muốn mời Ngọc Vân chúng ta cùng đến một cái nơi đặc biệt được xem như là cái nôi của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, đó là làng tranh Đông Hồ. Anh mời em. Vâng, thì anh em mình cùng đi thôi. Chào ông Minh ạ. Ôi chào ta. Vâng. Chào bác ạ. Chào vui gặp bác. Bác ơi, hôm nay tình cờ quá, cháu ở Vân lại sang đây là tìm hiểu về cái ý nghĩa thông điệp của con giáp kỷ hợi cho năm 2019 để gặp bác ở đây. À, thế mình hôm nay cũng là cái điều kiện mà sang bên này đây.
là cũng đang quan tâm về các cái thú treo tranh, cái tranh của ông cha mình. Nhưng nó cũng là một cái thông tin mình đang tìm hiểu về cái vận khí năm 2019. Vâng, thì vậy thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về con giáp này nhé. Thưa chuyên gia Quang Minh, trong số các bức tranh ở đây thì tôi ấn tượng nhất với bức đàn lợn âm dương, có thể nói là đã khái quát đầy đủ nhất tâm và trí của người Việt. Và nhìn vào thôi là chúng ta có thể thấy được cái cảm giác rất là no đủ và sung túc. Nhưng mà điều mà tôi quan tâm hơn cả là biểu tượng âm dương ở trên bụng của con lợn đấy ạ. Chắc hẳn là biểu tượng này hàm chứa rất là nhiều điều phải không ạ? Đây là một bức tranh đẹp, không phải chỉ là đẹp thẩm mỹ của một cái thể loại tranh dân gian. Một bức tranh mà cái thể hiện cái trí tuệ của người Việt rất sâu sắc. Năm cái chú lợn con này đã chứa được cái người cha nằm trong, vì đây cái số 5 trong dãy số là số vị trí giữa, cộng cái con lợn mẹ là số 6. Cái chữ càn khôn đã nằm ở trong toàn bộ cả cái bức tranh này. Thế việc thứ hai là cái vị trí người ta có một cái câu để người ta vẽ cái bức tranh này là phú cận đào chu, càn kim gặp thổ. Số 6 là xứ càn, mà cái số 5 là dương thổ. Đây là một cái biểu trưng về một cái bức tranh nhân đinh tài rất là hoàn chỉnh. Tôi rất thích cái bức tranh này, và chính từ cái yếu tố đó cho nên hôm nay là mình cũng đã sang để mình ngắm cái tri thức mà rất là đáng suy ngẫm, và thật sự nó có những cái trân trọng đối với cái trí tuệ của ông cha mình. Vâng, vậy là qua chia sẻ của chuyên gia Quang Minh thì tôi nhận thấy rằng vào mỗi dịp Tết thì thú treo tranh hay là thú chơi hoa của người Việt ta không chỉ chứa đựng những giá trị thẩm mỹ mà rõ ràng là còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa và những thông điệp sâu sắc hơn, đúng không ạ? Vâng, đối với cá nhân tôi nghĩ nó không chỉ là biểu hiện là cái tâm trí của người Việt mà nó còn lưu giữ giá trị văn hóa bản sắc, mà không có một pho lịch sử nào nó thể hiện rõ nét hơn trên chính những khuôn hình như thế này. Đúng không chị Ngọc Vân? À, tôi rất là ủng hộ đấy ạ. Và nhân ý kiến của anh thì tôi cũng muốn hỏi anh Hương Giang là trong 12 con giáp thì con lợn nó đứng ở cuối chu kỳ như là một sự khép lại tất cả những cái phẩm chất của các con giáp trước đó và lại tiếp tục mở ra một cái chu kỳ mới. Thì vậy hình ảnh con lợn nó có những cái ý nghĩa linh thiêng cũng như là trần tục như thế nào mà lại được coi là cầu nối giữa chu kỳ cũ và chu kỳ mới ạ? Vâng ạ, có thể nói là con lợn là biểu trưng như là con giáp cuối cùng khép lại tất cả những phẩm chất của cũng con giáp đi trước. Có cái thứ nhất nó có yếu tố linh thiêng, đó là nó biểu hiện cho một cái đời sống sung túc ấm no, nó là khát vọng, nó là hy vọng của con người gửi gắm vào nó. Cái thứ hai nữa là con lợn là biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở, và nó biểu trưng trong cái sinh sôi nảy nở đó là có khát vọng vươn lên, hy vọng vươn lên của đời sống người Việt, nhất là những người dân là ở cái vùng quê quanh năm lam lũ, đối diện với những thiên tai do đời sống tự nhiên gây nên. Và vì đó là một trong những lý do mà con lợn dường như là một cái biểu trưng về một cái khát vọng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, tích cực hơn, yên bình và no đủ hơn. Nhưng bên cạnh đó, con lợn cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó cũng thể hiện một phần nào đó những cái yếu tố trần tục, như những dục vọng, như những yếu tố tầm thường. Xong, điều đó nó mới làm cho một con vật trở nên là vừa gần gũi với con người, nhưng vừa có một cái sự tôn trọng, sự yêu quý, một sự gửi gắm của người Việt. Không chỉ là từ trong cái giá trị cổ truyền, không chỉ trong xa xưa của lịch sử, mà còn cả trong ngày nay nữa. Là một biên tập viên thời tiết thì tôi rất là quan tâm về tình hình thời tiết của năm mới 2019. Và xin được hỏi chuyên gia Quang Minh, đó là trong quá trình nghiên cứu vào Nam Phương Đông, thì ông có thể đúc kết có những cái dự báo, nhận định, khái quát gì về tình hình thời tiết của năm mới 2019 ạ? Khi muốn xem xét về cái thời tiết của một năm, ví dụ như năm Kỷ Hợi, năm 2019, tôi có một vài nét khái quát. Vào những cái năm mà cái ngày Bính Đinh rơi vào trong 10 ngày đầu năm, người ta có quan sát. Năm nay năm ngày Bính Tý, ngày mùng 4 Tết, ngày Đinh Sửu là ngày mùng 5 Tết. Nếu như trong 10 ngày đầu có hai chữ Bính Đinh thì họ sẽ biết rằng đó là một năm khô hạn. Thế nhưng mà chi tiết hơn thì nếu như những năm của 10 ngày đầu có ngày Kỷ Mão
ngày Kỷ Mão rơi vào ngày mùng 7 Tết thì người ta biết rằng xuân hạ sẽ khô hạn và mùa thu sẽ gió to, gió rất to. Thế thì căn cứ theo một số đánh giá thì chúng ta đã xác định rằng trong khoảng từ mùa xuân đến tháng 7 dương lịch năm 2019 sẽ là những khoảng thời điểm hạn hán lớn. Bắt đầu từ tháng 7 cho đến hết năm thì sẽ có những cái đợt gió cuồng phong rất mạnh. Thế từ những cái thông tin trên thì chúng ta kết luận là một năm sẽ cái hạn hán rất là lớn trên toàn cầu chứ không phải chỉ là Việt Nam. Vâng, rõ ràng là thời tiết thì ảnh hưởng rất là nhiều tới các ngành nghề. Vậy thì ông có những cái dự báo như thế nào đối với cái sự phát triển vận động của các ngành nghề trong năm mới 2019 ạ? Do cái thời tiết hạn hán thì những cái ngành nghề như khai thác khoáng sản, khai thác xi măng vật liệu xây dựng, rồi các cái hệ thống nhiệt luyện chế bán thép, chế biến thép ấy sẽ phát triển rất tốt. Thế chỉ có một cái ngành nghề duy nhất mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó chính là cái ngành nghề nông lâm nghiệp. Là bởi căn cứ theo cái vận khí chúng ta nói rồi, tức là khô ẩm rồi lại đến hạn hán. Thế thì cái ngành nghề về thủy nông cũng vậy thôi, nước năm này sẽ phải rất là chú ý. Còn hai nữa, tôi có cái dịp lên Đà Lạt thì những các cái nhà kính hay là các cái nhà để bảo vệ cây cảnh là năm nay phải hết sức chú ý. Thế thì từ những cái tổng kết như trên, thế thì tôi có hỏi anh Giang, chúng ta có một cái mơ ước gì cho một cái năm mới? Vâng, thưa bác, là qua câu chuyện của bác về cái vận khí của năm 2019, cháu lại liên hệ đến câu chuyện đàn lợn âm dương như lúc đầu chúng ta trao đổi. Thì thực ra đây là một cái ý cháu rất là thích. Thứ nhất, đàn lợn âm dương nó biểu hiện cho một sự hòa hợp. Hòa hợp thứ nhất, hòa hợp con người với tự nhiên, hòa hợp trời với đất, hòa hợp giữa miền Nam và miền Bắc, và hòa hợp giữa đồng bằng và miền núi. Và tự chung lại, nó thể hiện cái cao nhất của sự khát vọng hòa hợp giữa con người, tự nhiên và xã hội. Và đó cũng là một trong những ước vọng của cháu trong năm 2019, năm Kỷ Hợi. Đó là ước mong rằng mọi người dường như là hài hòa với nhau, đất trời dường như ủng hộ con người hơn, và đặc biệt là một năm mới ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy tới mọi nhà, mọi góc phố và đặc biệt mọi ngành nghề trong xã hội. Thế còn Ngọc Vân? Vâng, trong năm 2019 thì tôi có một cái ước vọng nho nhỏ thôi. Đó là như chuyên gia vừa chia sẻ là một năm mà đầu năm sẽ là hạn hán và khô nóng. Thì tôi hy vọng là thi thoảng sẽ có những cái cơn mưa bất chợt để tưới mát, để xoa dịu những cơn nắng nóng, và ý chí của con người để khống chế những trận cuồng phong vào cuối năm. Cá nhân tôi ấy, thì trong cái phần nghiên cứu có 3 vị trí quan trọng mà đều thành công. Đó là vị trí Nam, Bắc và Chính Tây. Một cái lời chúc mừng cho vị trí Chính Tây cùng đoài, biểu trưng cho các cái thế hệ của các thiếu nữ. Năm nay Nhất Bạch Thủy Tinh đứng tại Chính Tây. Một thông tin tốt của phương Đông cho thấy rằng cái thế hệ này sẽ có những thành tựu rất rất to lớn, góp phần cải tạo tốt trong các cái vấn đề từ đạo đức, văn hóa và cái tài năng trong toàn cầu và trong xã hội Việt Nam. Thì cũng rất là mong muốn là thế hệ này sẽ để lại những cái thành tựu mà đặc thù của năm 2019, năm Kỷ Hợi. Em về thưa với mẹ cha, bắt heo đi cưới, bắt gà đi treo, đầu heo lớn hơn đầu mèo, làng ăn không hết, làng treo đầu đình, ông xã đánh trống thình thình, quan viên hai họ, gia đình ăn treo. Là những đúc kết dân gian về sự sung túc đủ đầy của hình ảnh con lợn. Trong không khí Tết đang tràn về qua mỗi ngõ phố, trong từng khe cửa của các gia đình Việt Nam, chúng tôi, những người làm chương trình, xin chúc quý vị khán giả một năm mới Kỷ Hợi 2019 sung túc đủ đầy, mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn hai chuyên gia đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.